vị thần tinh không ở trên thiên đình. Vì nhân gian đang gặp hoạn nạn, vị thần đã bay xuống hóa thân một tảng đá để đầu thai cứu giúp chủ nhân. Nó sẽ giúp con làm bài tập tốt đó.
con học như vậy, sau này gặp đất bà hơn con à. Khổ vì quá. Tuy nhiên, suốt tình đâu học lâu không biết. Vì thế nhưng còn cuộc dễ dàng, hãy cố gắng thật nhiều nha. Thôi mình đi học tiếp đây.